Bài trích sách xuất hành. Hồi ấy trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu trách ông Môsê và ông Aaron. Con cái Israel nói với các ông: phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê? Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi nơi đó mà vào sa mạc này để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Đức Chúa phán với ông Môsê: này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng như vậy, xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách. Vậy ngươi hãy bảo chúng rằng, vào buổi chiều các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Thật vậy, buổi chiều chim cút bay đến rợp cả trại, và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. Rồi khi sương tan đi, thì trên mặt đất có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế, họ liền hỏi nhau: Manhu nghĩa là cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Môsê bảo họ: đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn. Đó là lời Chúa. Đọc qua sách xuất hành, ai cũng biết và cũng thấy ông Môsê là một vị lãnh đạo thật là tuyệt vời. Ông đã hết lòng lo lắng, yêu thương và ra sức bảo vệ dân Israel để họ được hưởng độc lập, tự do và hạnh phúc. Nhưng họ lại không nhận ra những ơn nghĩa cao đẹp ấy. Họ chỉ biết càm ràm và tham trách. Bên Ai Cập không có đủ mồ chôn hay sao mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc vậy? Cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ cho Ai Cập, thà làm nô lệ Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc kia mà. Thà chúng tôi chết trên đất Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê, còn hơn là vào sa mạc này để phải chết đói cả lũ ở đây. Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Tại sao đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập? Chúng tôi đã chán ngấy cái thứ đồ ăn vô vị này rồi. Họ liên tục phản kháng và liên tục càm ràm than vãn với ông Môsê. Họ làm như thế, Môsê chính là thủ phạm gây ra những đau khổ và bất hạnh cho họ và gia đình họ vậy. Vì thế họ không thể coi ông là vị đại ân nhân của dân tộc Israel và của chính bản thân họ. Thật đáng buồn phải không bạn? Dân Do Thái khi xưa thì hay than trách như vậy, còn người thời nay thì sao? Tôi nghĩ xưa sao thì nay vậy. Đã và đang có nhiều người vô ơn bạc nghĩa, suốt ngày chỉ than với trách với những người đã làm ơn cho mình. Tại bố mẹ bắt con đi Mỹ cho nên ngày hôm nay con mới cực khổ như thế này. Phải cày tối mặt tối mũi, phải mang nợ nần, phải thức khuya dậy sớm. Phải như hồi đó bố mẹ đừng bắt con đi Mỹ, để con ở lại Việt Nam thì con đâu có phải lo lắng đến sinh bệnh ra như thế này, đâu phải cực khổ như thế này. Giáo dân thì càm ràm than phiền với Đức Cha: tại sao Đức Cha không cho chúng con một linh mục trẻ một chút? Cha Chô già rồi, lẩm cẩm nói trước quên sau, làm lễ thì chậm chạp, lại hay giảng dài nữa. Rồi sau khi Đức Cha chiều họ đổi Cha Chô đi, gửi cha Ben một linh mục trẻ trung về xứ, thì chưa đầy một năm sau họ lại tiếp tục than trách. Cha Chô tuy cao tuổi một chút nhưng lúc nào ngài cũng gắn bó với giáo xứ, ngày nào cha cũng dâng lễ, ngày nào cha cũng ngồi tòa giải tội. Còn cha Ben thì mỗi tuần 2 ngày off, ngày thường thì không chịu giảng, ngày chủ nhật thì chỉ giảng qua loa 5 phút là xong, nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt. Trẻ nghe không hiểu, già nghe cũng không thông.
bạn thân mến. Than trách là một trong những loại virus vô cùng nguy hiểm còn hơn là COVID nữa. Khi bị nhiễm virus than trách này, bệnh nhân sẽ bị lâm vào tình trạng u uất, trầm cảm, mù lòa, khiến họ không còn khả năng nhìn thấy những sự hy sinh, tình yêu và sự quan tâm của những vị ân nhân dành cho họ. Sách Xuất Hành ghi lại rất nhiều lần, chính ông Mô-xê đã nài nỉ xin với Chúa nguôi cơn giận. Ông xin Chúa tha chết cho họ. Ở chương 32 câu 11 tới câu 14 nói rất rõ. Vậy mà vì bị nhiễm virus than trách, họ không nhìn thấy những điều ấy, lại còn muốn ném đá ông nữa. Vì thế, hôm nay tôi và bạn cần phải ra sức đề phòng và phải tránh thật xa con virus than trách này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù đau khổ, dù cơ cực và dù bất hạnh mấy đi chăng nữa, bạn và tôi sẽ không bao giờ hành xử như với những vị ân nhân, với các đấng bề trên của mình như là dân Do Thái đã đối xử với ông Mô-xê. Bởi vì khi bạn và tôi than trách ông bà, cha mẹ, than trách hàng giáo phẩm bề trên, là khi đó chúng mình đang trở thành những con người vô ơn bạc nghĩa. Rất là tệ. Xin hãy cố gắng, thay vì cảm ràm, phiền trách, kêu ca hay trách móc ông bà, cha mẹ, đức cha bề trên hay các linh mục, thì chúng mình hãy thinh lặng, hãy thầm thì cầu nguyện xin Chúa giúp sức và soi sáng, để mình có khả năng nhận ra tình yêu thương cũng như những điểm tích cực nơi tha nhân. Nhờ vậy chúng mình sẽ dễ dàng cảm thông, sẽ dễ dàng chấp nhận và không than trách ai cả. Cầu chúc bạn và gia đình cuối tuần vui vẻ, bình an và luôn lạc quan, nhất là không buồn rầu hay mở miệng than trách bất cứ ai, nhất là những người đã làm ơn và giúp đỡ cho mình.